đi. Hai gì này? Đặt tài hay đặt xỉu? Xỉu. Tài, 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 tài. Tám nút tài. Điền đại thiếu gia thắng. Được. Tôi chỉ lấy 30 đồng đại dương mà thôi. Còn 3 đồng đại dương còn lại cho mọi người mua rượu uống. Được, 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 được. Hay lắm, hay lắm. Qua lão đầu, chung tiền đi. Tôi không có tiền. Hả? Hả? Gì? Trời đất ơi, nói cái gì vậy? Không có tiền à? Không có tiền sao ông dám? Ông không có tiền. Ông qua lão đầu này, không có tiền sao ông dám cược với tôi? Ông có tin tôi lột da của ông ra không? Tiền thì không có. Trời ơi, nhưng mà không có tiền đâu. Tôi có thể đem con gái của tôi qua hồng ra trừ nợ, làm vợ lớn, vợ nhỏ, làm bà xã, người giúp việc, người sai vặt, đều là tùy cậu. Để tôi suy nghĩ lại. Thiệt tình luôn. Thưởng nương nương, thưởng cho cái đi. Cảm ơn thưởng nương nương nha. Thưởng nương nương, thưởng cho cái đi. Thưởng cho cái đi. Thưởng đi, thưởng cho cái đi. Thưởng cho cái đi. Đây đây đây. Nào nào nào. Thưởng đi. Cảm ơn thưởng nương nương. Qua lão đầu à, 3 ngày sau đưa qua hồng qua nhà tôi. Hả? Nhanh lên đi. Trời ơi, ông sắp chết rồi, còn ho nữa. Chết rồi, còn ho nữa sao? Còn ho nữa kìa. Ủa, ra máu luôn. Ủa, gì đâu luôn. Trời ơi, cái đó là máu mà. Không biết đang nghĩ cái gì nữa. Tôi thắng rồi. Cơm để ủ rượu không được hấp quá nhão. Cơm không được nhão, bụng không trắng đục, chín đều không nát. Lần sau nếu cậu còn hấp nhão như vậy nữa, coi chừng tôi cho các cậu bể bụng nuốt hết luôn đó. Nghe rõ chưa vậy? Nghe rõ rồi. Thẩm chữ quỷ, cơm rượu đã được trải ra, còn chuyện lượt bả nấu rượu phiền ông nhờ người giúp việc của ông. Cô Hoa Hồng đã vất vả rồi. À, tôi có chuyện muốn nói với cô. Cô có thể chỉ làm chỉ làm quản lý rượu cho xưởng rượu Vạn Thuận không? Muốn thuê tôi dài hạn hả? Tôi không lớn nhờ cơm trăm họ. Các xưởng rượu khác cũng là kế sinh nhai của tôi. Nếu chỉ làm cho ông, người ta sẽ nói tôi vong ân bội nghĩa. Đúng 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 đúng, cô nói có lý. Thẩm gia chúng tôi luôn hy vọng có được một nàng dâu như là cô đây. Thẩm chưởng quỷ, 36 xưởng rượu của thị trấn Tân Phú còn đang chờ tôi nở chung đất. Đi. Ê, đợi đã. Nè Thẩm Nhi, lấy giò rượu ngon ra đây, mang về cho cha cô nha. Chị Bốn Sự, chị Bốn Sự, chị Bốn Sự à. Không hay rồi chị Bốn Sự, chị bị cha chị thua cho đại thiếu gia Điền gia rồi. Cái gì? Chị bị cha chị thua cho đại thiếu gia Điền gia rồi. Đại thiếu gia Điền gia? Chính là gã con bạc Điền Thụ Căn hả? Lão già hồ đồ này, cầm đi. Cảm ơn nha. Ê, trời trời. Đi đường không cần nhìn đường sao hả? Cô qua bổn sự à, cô đến xưởng rượu nhà tôi làm gì vậy hả? Thẩm tư lệnh, bên ngoài ngang ngược quen rồi, cả xưởng rượu nhà mình cũng ngang ngược vậy sao? Ngưu đi. Phụ nữ gì vậy? Là phụ nữ tốt chứ gì. Cha vẫn khỏe chứ? Nếu còn cưới được cô ta về làm vợ thì Thẩm gia chúng ta có phúc rồi đó. Được rồi cha à, đừng có nói chuyện này với con nữa. Nếu cha thích cô ta thì cha cưới cô ta đi. Con sẽ gọi cô ta một tiếng nhị nương. Đừng ép con cưới cô ta được không? Con biết cha chỉ thích tài nghệ nấu rượu của cô ta thôi. Điều này đơn giản thôi mà. Lát nữa con sẽ dẫn các huynh đệ cướp cha cô ta qua Thất Cân về đây nấu rượu cho cha. Tài nghệ của cha cô ta không phải hơn cô ta sao? Nói gì chính nha cha. Bảo an đoàn lại phải mua súng ống đạn dược rồi. Tiền đâu mà có? Cha, quốc gia đại sự. Cha nghĩ đi, bọn người Nhật nay mai sẽ đánh tới Thượng Hải, Hàng Châu. Con là tư lệnh báo án, con đang động viên người trong khắp thị trấn. Có tiền góp tiền, có người góp người. Mình không thể không góp gì cha à. Hãy làm gương đi, góp chút thôi. Ê, cha biết nhưng mà cha không có tiền. Nè cha, cha. Trời ơi, cha không có tiền cha, mà đây là... đâu hoài.
đưa con cho đại thiếu gia Điền gia đó rồi. Có thật không vậy? 3 ngày sau đưa dâu. Hoa Thất Cân, con đang nghi ngờ không biết cha có phải cha ruột của con không. Điền Thủ Căn đó là cái gì chứ? Tứ Đổ Tường, khắp thị trấn Tân Phổ đều biết hắn chính là đống phân chó. Tại vì cha muốn có một xưởng rượu. Điền gia là xưởng rượu lớn nhất thị trấn Tân Phố. Con không cần xưởng rượu nào hết, con chỉ cần Mã Long. Nếu cậu ta thật lòng, có thể 3 năm không gặp sao? Vậy cả đời con sẽ không lấy chồng được chưa? Con nói thật đó chứ? Thật mà. Con sợ lão già đó nuốt lời nên con đã đồng ý. Ông ta còn nói cho con gái ông ta làm vợ, vợ lớn, vợ nhỏ, người giúp việc đều do con quyết định đó. Được, thì cưới cô ta đi. Hả? Cha nói cưới cô ta đi, để cô ta là dâu trưởng nhà này, giao xưởng rượu Đường Tống cho cô ta quản lý. Con thấy sao? Không phải chứ cha. Con là đại thiếu gia Điền gia, cô ta có xứng với con không? Con mới không xứng với cô ta đó. Được, chuẩn bị phòng tân hôn, tiệc cưới, đón hoa hồng về đây đi. Lão gia, ông nên cân nhắc lại đi. Làm như vậy không phải lợi cho Hoa Thất Cân đó hay sao? Đúng rồi đó cha, cha nên suy nghĩ cho kỹ đi. Tất nhiên cha suy nghĩ kỹ rồi. Không những đón dâu mà còn đốt pháo, khua chiên đánh trống, tổ chức náo nhiệt. Ông có phải vì chuyện chống chọi Thẩm Vạn Thuận sao? Đúng, đúng là ông đã cướp mất miếng đất mở xưởng rượu của Hoa gia chúng ta. Có mối thù không đội trời chung với Hoa gia. Nhưng xưa nay ông chưa từng vào sòng bạc, sao ông nhất thiết phải thua tôi cho Điền thiếu gia đó? Hoa Thất Cân à, ông cố tình thua mất tôi phải không? Tôi mặc kệ. Chuyện trả thù là chuyện của riêng ông. Tôi không cần xưởng rượu, tôi chỉ cần Mã Long. Mạng sống chỉ còn lại một nửa mà còn đi cờ bạc. Đây là gì vậy? Đây là bộ đồ. Trong lúc cha nhận nuôi con, con đã mặc trên người năm xưa. Hoa Thất Cân, ông bệnh đến hồ đồ rồi sao? Tôi là con ruột của ông mà. Là cha đã bỏ ra 20 đồng đại dương mua lại con từ tay bọn buôn người. Cha mẹ mới có một đứa con gái ngoan ngoãn. Hoa Thất Cân, cha sắp không được rồi, còn gạt con làm gì? Cả đời cha tâm nguyện lớn nhất chính là tự mở một xưởng rượu. Cha quỳ xin con đó. Bây giờ chỉ có Điền gia mới có thể chống chọi với Thẩm gia. Con gái à, con hãy hoàn thành tâm nguyện này của cha có được không? Tôi chấp nhận mối hôn nhân này. Mọi người nhanh lên. Điền gia, trước cổng nữa. Rồi, đem cái đây đi. Rồi, để ở đây. Cẩn thận nha. Đừng động đến nha. Cẩn thận nha. Nè, các cậu chuyển qua đây. Rồi, 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 rồi. Thank you.
Mã Long. Đây chính là thị trấn Tân Phố của anh hả? Đây là nơi sinh ra và trưởng thành của anh. 3 năm rồi, cuối cùng anh đã trở về. Đẹp thật đó. Đem khăn trải bàn qua đây nhanh lên. Thôi thôi. Nè, dịnh khăn cho chắc nghe chưa? Đại thiếu gia mất rồi. Hả? Chá, nhanh lên, nếu không đi sẽ trễ mất đó. Hả? Không đi con cũng không được đi. Không đi sao vậy? Điền gia cũng là gia đình danh giá trong trấn Tân Phú, cúi đầu không gặp ngẩng đầu cũng gặp. Nếu cha không đi sẽ mất hòa khí. Con biết cái gì chứ? Xưởng rượu Đường Tống là thù địch của xưởng rượu Vạn Thuận. Con là tư lệnh bảo an, cha không muốn con nể mặt ông ta. Hoa Hồng là người cha thấy ưng ý cho con. Cô ta là hoa bổn sự nổi tiếng ở đây. Con thấy rồi đó, Điền gia cưới mất cô ta rồi, tại sao con còn muốn đi uống rượu mừng chứ? Cha ơi, là cha ưng ý, con có ưng ý đâu. Thân là phụ nữ, gọi là hoa bổn sự cái gì chứ, thể thống cái gì? Ăn nói nhảm nhí. Cô ta không có bản lãnh, người ta có cho cô ta biệt hiệu này bản không? Bản lãnh cái gì? Chỉ là nấu rượu thôi mà. Sao cô ta có thể so sánh với tiểu bảo nhà mình được hả? Được rồi cha à, cha đừng giận nữa. Được, nghe lời cha, con không đi. Không cần nể mặt ông ta. Tiên sinh tới rồi. Cảm ơn. Chú Phúc à. Ý trời ơi, nhị thiếu gia. Lão gia, phu nhân nhị thiếu gia về rồi. Anh ba. Ý trời. Cuối cùng anh đã về rồi. Mẹ còn sợ là anh không về. Vậy sao đó. Được à. Mẹ. Thủ tài à, cuối cùng con cũng đã về rồi. Trời ơi dạ. Thủ tài à, con về rồi dạ. Hả? Thủ tài à, con về đúng lúc lắm. Còn thay anh con đi đón dâu nha. Hả? Hả? Vậy anh con đâu? Anh con không tìm thấy nó đâu hết, cho nên con thay nó đi đón dâu đi ha. Kỳ lắm mẹ, có được không vậy? Trời ơi, có gì mà không được. Hai đứa là anh em đệ ruột, con đón dâu thay anh ruột, đây là danh chính ngôn thuận mà. Sau khi con đón dâu về, có thể cũng tìm được anh con rồi ha. Không phải như vậy con. À, này Điền Phúc, mau đưa nhị thiếu gia vào thay đồ đi. Ê, mẹ, nghe lời đi, đi đi, mau. Qua Thất Cân, tôi rửa chân cho ông nha. Ê trời, hôm nay con nên kêu cha mới đúng chứ. Cha. Hoa Hồng à, cha nuôi con khôn lớn, con chưa từng rửa chân cho cha. Từ nay về sau, con sẽ là con dâu của người ta. Ngày tháng về đây chăm sóc cha sẽ càng ít. Cha cho con trọn hiếu đạo với cha. Chú Hoa, chú Hoa, chú Hoa, chú Hoa, tới rồi, tới rồi. Đại ngu à, sao cậu lại cuốn lên như vậy? Không tới thì mới nên cuốn chứ. Ôi trời ơi, tân nương, mau dừng lại đi, dừng lại đi. Cô sắp lên kiệu qua rồi, sao có thể làm chuyện nặng nhọc này chứ? Sao lại làm việc nặng nhọc? Đây gọi là hiếu đạo. Nên lắm, nên lắm. Chị hai. Điền Thủ Căn đâu? Chẳng lẽ chết trong sông bạc rồi sao? Ê, không phải, không phải. Bởi vì đại thiếu gia phải ở nhà tiếp đãi quan khách. Cha tôi bệnh rồi, các anh phải cho tôi thêm 50 đại dương, tôi mới có thể đi theo các anh. Nếu không tôi sẽ không lên thuyền qua của các anh đâu. Hoa Hồng à. Không có chuyện của cha. Nè, người phụ nữ như cô có nói lý lẽ không vậy? Cô là người đại thiếu gia chúng tôi thắng mang về, cô còn cho mình là thiên kim tiểu thư nữa hả? Nhị Bài,
ngươi không được trả treo với mợ hai. Mau đi về lấy đi. Dạ. Khoan đã. Vị thiếu gia, cậu đây là... Mau đi đi. Điền gia các anh, dù sao cũng có người hiểu lý lẽ. Phu nhân. Nè, sao cậu về đây một mình vậy? Người đi đốn dâu đâu rồi? Cô Hoa Hồng đó nhất định đòi 50 đồng đại dương cho cha của cô ta trị bệnh. Nếu không cô ta... Nếu không thì sao? Nếu không có chết cũng không lên thuyền qua đó. Cô ta muốn tạo phản sao? Con gái gia đình nghèo khó còn cho mình là thiên kim tiểu thư hay gì? Vậy mà nhị thiếu gia kêu tôi về lấy 100 đồng đại dương đó. Hoa Hồng không phải chỉ đợi 50 đồng sao? Đúng rồi, nhưng mà nhị thiếu gia lại nói ha, cho cô ta số chẵn để được cát lợi. Chẳng lẽ chuyện nhỏ này cũng tính toán hay sao? Lão gia, Hoa Hồng đòi tiền đó. Nếu không cô ta không lên hỉ thuyền thụ tài, kêu về lấy 100 đồng đại dương. Thụ tài nói phải đó. Bà mau đi lấy 100 đồng đại dương cho cô ta đi. Mau đi đi. Đi đi. Cô cái gì mà cô? Chó khôn không cản đường. Lấy tiền tới chưa? Có rồi nè, chị thiếu gia. Chị hai à? Sao dư nhiều quá vậy? À, em nói với gia đình lấy thêm 50 đại dương. Em nhận ra chị là đứa con hiếu thảo. 50 đồng đại dương này với gia đình em mà nói chỉ là một hạt cát trong sa mạc, nhưng với gia đình chị mà nói là một con trâu lớn còn gì. Cảm ơn nha. Hoa Hồng à, số tiền này à. Cha. Hả? Số tiền này để cho cha dưỡng già. Con phải xuất giá rồi. Sau này bản thân cha tự chăm sóc mình nha. Hoa Hồng à, con không nên đòi người ta số tiền này. Không đòi thì uổng lắm. Không nghe nhị thiếu gia nói sao? Tiền này với Điền gia mà nói chỉ là hạt cát trong sa mạc, chúng ta khách sáo gì chứ. Giờ chót đổi ý đòi tiền tức là cướp tiền rồi. Phía sau lưng bà con sớm diện sẽ chê cười chúng ta đó. Cha, chúng ta ngay thẳng không có sợ bóng nghiêng. Cha giữ tiền cẩn thận. Cha, con đi đây. Cảm ơn cha đã nuôi nấng con. Hoa Hồng à, hãy nhớ lấy lời của cha nói. Hoa Hồng không quên đâu. Đi thôi, mang theo nữ nhi Hồng của tôi. Tân nương, tân nương, đổi khăn che mặt lên. Trời ơi, đẹp đôi quá. Tính đôi dừng nước quá. Ê, tự nhiên đẹp quá. Qua coi đi. Mã Long. Qua xem đi. Chỗ của anh kết hôn đông vui như vậy sao? Nè, anh nói cho em biết, đây là gia đình khá giả kết hôn. Gia đình nghèo khó thì khác lắm. Em nhìn đứa trẻ kia đi. Nhìn đi, Tân nương xinh đẹp lắm đó. Chú Hoa, con muốn cưới Hoa Hồng.
ơi, cậu chỉ có 2 đồng đại dương, cưới một con cừu thì được. Cậu hãy đưa tôi 10 đồng đại dương để tôi mở một xưởng rượu nhỏ cho Hoa Hồng. Ngay cả 10 đồng đại dương cậu cũng không có. Cậu đó nghe, nghèo quá. Có làm ma cũng là con ma nghèo. Với 2 đồng đại dương này mà muốn cưới Hoa Hồng nhà tôi hay sao? Anh Mã Long, anh còn mặt mũi về đây sao? Hoa Hồng à, hôm nay là ngày đại hỷ của em đó. 3 năm rồi em đã tăng giá 100 đồng đại dương, anh có không? Cổ là ai? Cổ là vợ của anh. Cô làm gì vậy? Hãy nhìn kỹ đi. Người này là người đàn ông tôi thích. Người trong trấn Tân Phú này ai cũng biết. Chị dâu như vậy, Điền gia các cậu cần nữa không? Tất nhiên là cần. Hôm nay nhà tôi sẽ ung dung tự tại đón chị về Điền gia. Mã Long, anh thấy rồi chứ, đàn ông của Điền gia độ lượng hơn anh, giống đấng mày râu hơn anh. Có câu tục ngữ nói rất hay, hôn nhân không thành còn tình nghĩa. Nhà gái của Hoa Hồng này không có anh em. Hôm nay em xuất giá, ngay cả người đưa dâu cũng không có. Dù sao hai chúng ta thanh mai trúc mã lớn lên từ nhỏ, em đã gọi anh là anh nhiều năm rồi. Hôm nay hãy đóng vai cửu lão gia, đưa dâu đi. Chị dâu, cho mượn người đàn ông của chị đưa dâu nha. Anh trai đưa em gái xuất giá, lý lẽ chính đáng. Cửu lão gia đưa dâu. Đón dâu về rồi, cửu dâu về rồi. Cửu dâu về rồi kìa. Ê, 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 đón dâu về rồi kìa. À, vui quá. Nói thật cho em biết, mấy năm nay anh đã đi đâu? Anh luôn chạy nhảy ở bên ngoài. Sống cũng được lắm, cứ được cô vợ về đây, khá xinh đẹp. Hoa Hồng, anh... Trước đây đúng là em bị mù, sao lại phải lòng người vô dụng như anh chứ? Hoa Hồng à, anh không vô dụng. Vô dụng hay không, không do anh quyết định. Vẫn chưa mở tiệc, vẫn chưa tìm được đại thiếu gia. Trời đó, đói bụng quá, không hiểu sao giờ này chưa được ăn nữa. Mở tiệc đi. Nhưng phu nhân, theo quy tắc, trước khi mở tiệc là phải bái đường. Đứa con bại sản này,
thủ tài. Có chuyện gì vậy mẹ? Con thay anh trai vô tích sự của con đi bái đường đi. Qua khỏi ải này rồi hãy tính. Nhanh lên. Dì thiếu gia, đi mau. Nào nào nào, đặt đi đặt đi. Nào. Đặt đi đặt đi. Tài. Hey. Ưng nhân hành đại lễ, nhất bái thiên địa. Nhị bái cao đường. Phu thê giao bái. Nhanh lên, bám theo đi. Nhanh lên. Không được kêu. Lão già. Tất cả qua bên kia. Không nghe rõ. Tôi hỏi ông là ai? Ta là Điền Lão Cửu. Mọi người đều gọi ta Điền Cửu gia. Ta là người có giai vị cao nhất Điền gia. Vậy thì tôi là ai đây? Ngươi là thổ phỉ Trần Tam Pháo. Ông không sợ tôi hả? Ta đã một lần rồi, sắp chết rồi, sao ta phải sợ ngươi chứ? Được, tôi kính ông một ly. Cửu gia gia. Dìu Cửu gia gia vào trong nghỉ ngơi. Đi đâu chứ? Điện Cửu gia ta không sợ ngươi.
Trần Tam Pháo, ta không sợ ngươi, ta không sợ ngươi đâu. Qua đó đi, nhanh lên. Cuối cùng cậu đã đến. Tôi đã đợi 10 năm rồi. Còn nhớ hôm nay là ngày gì không? Nhớ chứ. Là ngày giỗ 10 năm của cha cậu, cũng là ngày giỗ của mẹ cậu. Không ngờ lão già sống dai này vẫn nhớ hôm nay là ngày giỗ của cha mẹ tôi. Cha của cậu cũng là người giúp việc lâu năm của xưởng rượu Đường Tống, không may trượt chân té vào lu rượu qua đời. Nhảm nhí! Trượt chân có thể té vào lu rượu sao? Ông thử té cho tôi coi coi. Tư lệnh, không hay rồi, tư lệnh, không hay rồi. Phu nhân, lão gia, tư lệnh. Khốn kiếp, cha chết hay mẹ chết vậy? Không thấy tôi đang nghe kịch sao? Không biết phép tắc yêu rếu ôm sọc. Dạ không phải, là điện gia kia có tiếng súng truyền qua đây. Tôi cảm thấy là người của trại Đồng La đến rồi. Trại Đồng La dám động thổ trên đất Thẩm Gia Môn này sao? Quên chuyện Thiết Cháu Ly chết như thế nào sao? Kêu người đi thôi. Ê trời ơi, lão gia sao rồi? Tư lệnh à? Cha. Tư lệnh, cha sao rồi? Cha bị tức ngực. Mau kêu đại phu đi, nhanh lên. Cha. Tư lệnh à, vậy chuyện ở bên điền gia. Miễn đi. Cha tôi quan trọng hay điền gia quan trọng? Còn dẫn theo hai người đi đi. Dạ. Cha. Cha. Cái lão già này. Lão hồ ly. Ê, tân nương hả? Nhan sắc cũng được quá ha. Đi, đi theo chúng tôi. Đi mau. Nhìn gì? Nhanh lên. Nhanh lên. Bà đừng có cản đường tại lộ của chúng tôi. Người phía sau bám theo. Đi. Đi nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên. Cẩn thận đó. Nhanh lên đi. Mau. Đi mau. Nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh tay lên. Nhanh ra. Nhanh lên. Nhanh lên. Cẩn thận đó. Nhanh lên, nhanh lên. Cẩn thận đó. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên đi. Nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên đi. Nhanh. Rượu ngon. 36 xưởng rượu trong trấn Tân Phố này, không có xưởng rượu nào nấu ngon bằng Đường Tống Điền Gia. Đây, các anh em, cạn đi. Đó, cạn. Đây là quà của Điền gia. Cẩn thận đó. Nhanh tay lên. Nè, chắc đây nè. Đại ca, chất hết đồ đạc lên xe rồi. Anh thấy áp xe lớn về trước đi. Dạ. Nè 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 nè. Điền gia là nhà giàu của trấn Tân Phố. Đào xuống đất ba tấc đi. Tôi không tin họ không có chôn đồ ở dưới đất. Cậu cho xe lớn về trước, dẫn theo vài người ra nhà sau đào đi. Dạ. Các anh em, lên. Được. Nào, uống rượu. Nhanh lên, nhanh lên. Ta muội. Đây là Đường Tống Hồng được chôn dưới đất. Khốn kiếp, một chút vàng bạc châu báu cũng không có. Hôm nay là ngày đại hôn của bổn thiếu gia mà. Ê, 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 đi đâu vậy? Vậy? Hả? Đi vô trong. Đi vô. Từ từ. Đi mẹ. Thủ canh. Anh hai. Từ từ. Anh hai. Thủ canh. Đứng im. Anh hai. Đại gia.
Tha mạng đi đại gia. Nhà chúng tôi có rất nhiều vàng bạc châu báu, nếu ông thích, tất cả đều là của ông. Tha cho tôi đi đại gia. Tôi rất muốn Điền gia các anh tuyệt tử tuyệt tôn. Đừng mà, tôi mẹ, mẹ ơi, thủ căn mẹ, giết con tôi đi, tôi giết con tôi đi, thả con tôi ra, thả con tôi ra, thả con tôi ra, mẹ, đừng có giết mẹ, thả con tôi ra, đừng có giết con tôi, mình tỉnh đây, thả chồng tôi ra, lão này đi, thả chồng tôi ra, có nghe chưa? Chồng của cô hả? Đúng. Chưa động phòng chứ gì? Đã bái đường rồi. Cô lấy nó hả? Vậy đúng là đóa hoa lại cấm bãi phân trâu. Tôi không phải phân trâu, tôi là đại thiếu gia Điền gia. Anh hai, anh hai, thủ căn. Xưa nay mẹ tôi chưa từng đánh tôi, tôi xin liều mạng với ông. Đồ đánh con muốn tạo phản sao hả? Đồ nó quăng bên. Ê, đứng dậy đi. Đi. Anh hai. Lên. Đi. Anh hai à. Anh hai. Đừng tưởng lão đây không biết. Cha của tôi chính là do ông nhấn chết trong lưu rượu của Điền gia các ông. Tôi muốn làm như năm xưa, giống như ông nhấn chết cha tôi vậy. Trong cái lưu rượu này, nhấn chết lão súc sinh với ông đây, để Điền gia ông hỷ sự thành tang sự. Mày, mày ra đây. Đi. Đi. Đem lão già này quăng xuống lưu rượu nhấn chết đi. Hào án dạ, không dám đâu. Dạ, tôi không dám, không dám đâu. Không dám. Có đi không? Đi. Ông chủ ơi, ông chủ, xin lỗi nghe. Tôi xin lỗi. Ông chủ. Lão gia. Đứng im, đứng im. Lão gia. Thả cho tôi ra. Lão gia. Lão gia. Đứng im đây. Thả cho tôi ra. Lão gia tôi ra đi. Lão gia. Đứng im. Đứng im lại. Xin lỗi nha ông chủ. Lão già. Lão già. Lão già. Lão già. Lão già. Thả ông ấy ra đi. Thả ông ấy ra đi. Lão già. Thả ông ấy ra đi. Lão già. Thả cháu tôi ra. Thả cháu tôi ra. Lão già. Chết. Lão già. Mẹ. Chết. 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 Thằng nhóc dám ra tay với lão đây hả? Dám ra tay với đại đương gia của tôi, anh có mấy cái mạng? Trần Đại Pháo, bắt nạt một lão già thì bản lĩnh gì chứ? Tiểu tử này giỏi lắm. Tất cả mọi người ở đây, chỉ có anh dám ra mặt cho Điền gia, tôi sẽ không giết anh. Nhưng anh nên nhớ, anh nợ lão đây một mạng sống. Biến đi. Dám đánh tam muội của tôi, tới số rồi. Cô chán sống rồi hả? Lão gì? Đại ca. Nè tam muội, muội không sao chứ?
Quả nhiên là qua bổn sự, gan không nhỏ hả? Theo tôi lên núi đi. Coi như cô là tiền lãi Điền gia trả tôi trong 10 năm qua, giá 300 đại dương. Nếu bọn họ đến chuộc cô về, coi như cô tốt số. Không chuộc thì cô phải làm áp trại phu nhân của tôi. Tôi là con dâu của Điền gia. Tôi biết là cô là con dâu Điền gia. Người lão đây cần chính là con dâu của Điền gia. Cô có tính khí tôi rất thích. Giả vậy. Thả tôi ra, Trần Tam Pháo. Hoa Hồng, anh là đồ khốn. Hoa Hồng, thả quay ra. 18 khẩu súng, 36 quả đạn. Tiễn anh lên tay kia. Ra. Thả tôi ra. Ngồi xuống. Ngồi xuống hết đi. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Tất cả ngồi xuống. Có nghe không? Ngồi xuống. Ngồi xuống. Nhớ đó, người của Điền gia nghe đây. Trong vòng 2 ngày, cầm 300 đại dương lên núi chuột người. Nếu không thì chờ uống rượu mừng của đại đương gia chúng tôi. Phá hoa đưa tên đi. Dạ. Gió lớn thổi mạnh. Gió lớn thổi mạnh. Gió lớn thổi mạnh. Gió lớn thổi mạnh. Ba tiếng pháo nổ, quả nhiên là Trần Tam Pháo. Hắn thoát rồi. Không thoát được đâu. Lưu Dị cậu đã dẫn người đi xử lý hắn rồi. Xử lý Trần Tam Pháo không dễ vậy đâu. Hắn sống ở Đồng La Trại đã 10 năm rồi. Cha thấy không ai có thể động đến hắn. Cha chỉ biết khen chí khí của người khác, hạ thấp quy phong của mình. Đại thiếu gia, từ từ thôi, từ từ thôi. Lại đây, lại cha. Đây à, lại đây, mau dìu ông ấy lên đi. Cha. Lão gia. Cha. Lão gia. Lão gia. Cha. Cha tỉnh lại đi cha. Lão gia. Cha tỉnh lại đi cha. Lão gia. Con không thể ra đi trước cứu gia này đâu. Chú Phúc à, mau đi mời đại phu đi chú Phúc. Cha. 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 Sơn tặc ở trong kia nghe cho rõ đây. Bây giờ các người đã bị bao vây rồi. Buông bỏ tất cả vũ khí trong tay là lựa chọn duy nhất của các người. Bổn quan có thể giữ lại mạng chó cho các người. Sơn tặc đâu rồi? Bây giờ các ông đến làm gì nữa? Chúng tôi tới đây để bắt sơn tặc giữ gìn bình yên cho một phương. Bình yên cái con khỉ. Sơn tặc chạy.